Thưa quý vị, với giữ ước sức mua hợp lý nên dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đa số các siêu thị, trung tâm thương mại và các chợ truyền thống tại Đồng Nai đều đã tiêu thụ gần 100% lượng hàng chuẩn bị Tết. Những ngày gần đây thì các điểm kinh doanh này cũng đang chuẩn bị nguồn hàng mới phục vụ người tiêu dùng và theo ghi nhận, giá cả nhìn chung khá bình ổn, không có những biến động lớn như cùng dịp này những năm trước. Tại các chợ truyền thống trên địa bàn Đồng Nai, đến hôm nay hầu hết các tiểu thương đã quay trở lại kinh doanh, công tác nhập hàng hóa cũng đã được hoàn tất. Nhìn chung lượng hàng trong những ngày đầu năm được nhập một cách vừa phải, chú trọng vào các mặt hàng thiết yếu. Nhiều tiểu thương cho biết từ nay cho đến hết tháng 1 âm lịch, lượng hàng hóa vẫn sẽ được duy trì và giá cả sẽ không tăng. Chỉ tập trung vào hàng mua hàng bình dân thôi, còn hàng cao cấp thì không dám mua mấy, chỉ mua ít ít thôi cho nó có hàng thôi. Dịp Tết vừa qua, các siêu thị trung tâm thương mại tại Đồng Nai chuẩn bị một lượng hàng hóa dao động từ 30 đến trên 60 tỷ đồng. Đến nay, lượng hàng hóa chuẩn bị Tết chỉ còn tồn tại dao động từ 10 đến 20%. Điều này cho thấy sức mua dịp Tết này cao hơn các năm trước. Lượng hàng hóa trong những ngày qua vẫn tiếp tục được các nhà bán lẻ bổ sung và đã phủ kín các gian hàng. Sức mua từ ngày mùng 2 Tết đến nay vẫn duy trì từ 3.000 đến 6.500 lượt khách một ngày, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Giá cả trong những ngày đầu năm mới này thì vẫn siêu thị vẫn bình ổn giá cho thị trường là cho để khuyến khích khách hàng đến với siêu thị nhiều hơn. Ngoài cái chương trình mà giữ giá bình ổn giá thì siêu thị chúng tôi luôn có hơn 1.000 sản phẩm khuyến mãi giảm giá đến 50% để khuyến khích khách hàng đến với siêu thị. Đồng Nai hiện có 19 siêu thị, trung tâm thương mại, gần 300 cửa hàng tiện ích, 137 chợ truyền thống. Tình hình chuẩn bị nguồn hàng cho giai đoạn sau Tết đến hiện tại đã được hoàn tất. Dù không tăng so với trước Tết, điểm đáng chú ý của thị trường trong những ngày đầu năm là giá cả không tăng. Trong đó, các mặt hàng rau củ quả những dịp trước luôn có xu hướng tăng mạnh sau Tết, nay vẫn có giá bình ổn. Thậm chí nhiều mặt hàng rau củ Đà Lạt còn có giá thấp hơn trước Tết. Em thì em thấy giá vẫn bình thường ấy, không có tăng. Chung là em thì em cũng hay đi lắm, đi từ Big C đến Lotte thì thấy giá không có tăng, chung cũng ok. Cũng mong là các cái siêu thị giữ được cái mức giá như này vì hiện tại là thu nhập của bọn em đang có xu hướng giảm. Sau Tết, các nhà bán lẻ chợ truyền thống còn có thêm các đợt kinh doanh hứa hẹn khác là ngày vía thần tài, rằm tháng giêng và chào đón một lượng lớn công nhân quay trở lại làm việc. Các nhà bán lẻ cũng cho biết năm nay dự báo sức mua sẽ hồi phục. Các chính sách ưu đãi giảm giá cũng đang được lên kế hoạch sẵn, dàn trải hợp lý ở từng thời điểm. Và nếu như giá cả, nhiên liệu, nguyên liệu không có những đợt biến động lớn, thị trường hàng hóa năm 2024 sẽ duy trì bình ổn ít nhất từ nay cho đến hết tháng 6. Thời điểm nhiều hợp đồng cung ứng phân phối nguồn hàng sẽ phải tiến hành ký kết lại.